Đây là cái bộ Mach-Ki lắp cho con AB2016. Thì giờ mình sẽ lắp thử bên ngoài. Các em thấy nè, cái dây là cái dây nguồn thấy không? Cái dây màu đỏ là dương nguồn trước khóa. Thầy muốn thử bên ngoài mình sẽ cấp 12V vô cái dây dương nguồn trước khóa để dây màu đỏ là xong nha. Cái này dắt xi nhan. Thì cái dây màu xanh sọc trắng này chính là cái dây mát. Thì mình cấp dương nguồn ở chỗ này rồi thì mình sẽ cấp dây mát chỗ này nữa thì cái ổ khóa này nó sẽ hoạt động được. Thì đây là mình đang thử bên ngoài. Rồi, ở đây là cái dây đen sọc trắng là dây dương nguồn sao khóa. Thì dây này mấy anh em có độ chế lấy 12V thì lấy ở đây, còn không thì không xài tới. Cái này là cái còi Mach-Ki. Cái này là cái ổ cầu chì. Ở trên đây nó sẽ ghi cụ thể là cầu chì dự phòng, cầu chì nguồn, cầu chì đăng ký remote, cầu chì khẩn cấp. Thì hai cái này nè, đăng ký remote với khẩn cấp khi nào mà các anh em cần mấy anh em mới lắp vô, còn không là bỏ trống nha, mình về mình không có lắp vô nha. Nhiều trường hợp lắp vô là ổ khóa nó sẽ không hoạt động được. Còn cái dây này nè, có ghi cụ thể là cái dây đèn báo Mach-Ki. Thì mình muốn chế cái bóng đèn mà nó giống như cái xe zin vậy á, thì mình sẽ lấy từ đây, còn không thì thôi bỏ. Rồi bây giờ mình sẽ test thử với mấy anh em coi nè. Tìm xe, chống dắt, kêu tiếng thứ hai. Rồi đụng vô cái cục này một cái. Rồi tắt. Rồi chuyển remote sang màu xanh. Đánh thức. Bật nút khóa lên. Là coi như xong. Thì đây là full một bộ đầy đủ của cái xe AB đời 2016.